Andy Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Đến với chương trình tiếng hát truyền hình VBS ngày hôm nay, rất là vui và rất hân hạnh được tiếp chuyện chào đón một nam ca sĩ đến từ Sài Gòn, đó là nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Chào Kasim. Dạ, chào anh. Rồi. Kasim xin kính chào anh Andy Chris cũng như chào quý vị khán giả của đài truyền hình VBS. Khi giới thiệu tiếng hát của Kasim thì chắc chắn quý vị sẽ đặt một câu hỏi và tất cả các fan cũng phải nói là rất là chú ý đến cái tên Kasim. Kasim đó là một cái tên không phải là thuần túy Việt Nam, đúng không? Thì đó là tên thật của em, đúng phải không? Dạ vâng, rất là nhiều người hỏi là tại sao tên là Kasim Hoàng Vũ. Đúng. Có nhiều người thấy ngạc nhiên về từ lúc trước thì Kasim đi thi thì hay hát nhạc trên Tây Nguyên lắm. Vâng. Cơ rồi, ông này chắc ở trên núi xuống rồi. Nhưng mà sau đó thì khi mà báo chí viết ra nhiều thì khán giả mới biết là tại vì Sim thì có người có hai mang hai dòng máu. Vâng. Và mẹ của Kasim là người Đà Nẵng, vâng, là có là một ca sĩ. Vâng. Và còn ba của Kasim thì là một người Ai Cập Egyptian. Vâng. Oh. Rất là phải nói là rất là vui là được chào đón em hôm nay, là tại vì em đã phải nói là bật mí ra cái tên của mình, nó có một cái phải nói là giống như một cái huyền thoại, là tại vì cái xứ Ai Cập đó là một cái xứ phải nói là một cái nền văn minh cổ của thế giới, và khi mà nói đến Trung Đông đó là ai cũng phải chú ý và biết đến cái xứ Ai Cập. Dạ, Egyptian, đúng không? Thì nói về Egyptian đó thì nó có nhiều cái huyền thoại và nó có nhiều cái chuyện để mình bàn đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi sâu vào vấn đề gọi là sinh hoạt văn nghệ của Kasim. Dạ. Thì được biết Kasim thường đến Hoa Kỳ để lưu diễn trên 50 tiểu bang. Thì mời Kasim có thể chia sẻ những cái, phải nói là có cái kỷ niệm vui nào, một cái con tim nào ái mộ Kasim trên đất Hoa Kỳ không? Thì Kasim cũng đến với đất nước Mỹ từ đã 8 năm rồi. Thì đã đi được hát rất là nhiều nơi, nhiều tiểu bang, nhiều thành phố. Thì có rất nhiều kỷ niệm vì khi qua đây những lúc mà đầu tiên ngỡ ngàng thì một cái nơi rất là xa lạ với mình. Một cái nơi mà, một đất nước mà ai trên thế giới cũng đều muốn ước được qua đây. Thì thật ra Kasim thì qua đây cũng khá dễ dàng, nhưng mà lúc đầu thì bỡ ngỡ vì không quen biết ai cả. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà đi hát thì được sự yêu thương của quý vị khán giả lần đầu tiên dành cho Kasim, lúc đó Sim rất là nhớ. Vậy. Có những lúc mà đi hát những chỗ thì có những đồ ăn Mỹ không, mà ở Việt Nam mới quen thì lại không có quen. Vậy. Nhưng mà có những khán giả rất là thương Sim thì nói thôi em cứ ngồi đi, em đợi đi, anh chị đi mua cho, mà mua lúc đó cũng chưa quen mọi người nữa. Vậy. Nhưng mà thấy Sim cứ than thở, trời ơi ăn cái này ngán quá, ăn cái kia khó chịu quá, là mấy anh chị đi mua cà phê cho, rồi mua đồ ăn cho, rồi còn mua đồ cho để dành. Vậy. Nữa. Vậy. Thật ra những cái đó thì nói về mặt vật chất thì nó không có lớn. Vậy. Nhưng mà về cái tình cảm thì nó vô cùng lớn, và những điều đó làm cho Kasim nhớ mãi, đến bây giờ Kasim còn nhớ đến những người đó. Vâng. Có cô nào là đi mua cái Starbucks cà phê cho Kasim không? Dạ có nhiều cô lắm. Nhiều cô lắm. Nhưng mà cái đó là tình cảm là họ dành cho Kasim như một cái người mà khán giả, như nghệ sĩ thôi, và Kasim đối với họ cũng vậy. Không bao giờ mà Kasim nghĩ đến một cái khía cạnh nó khác hơn, nó sâu xa hơn. Kasim chỉ biết là cái tình cảm họ dành cho mình đó là sự ái mộ, yêu quý mình, và Kasim cũng dành cho những điều gì vậy, chứ không có tưởng tượng hơn là ồ người đó như vậy là chắc người đó thương mình, vì lúc nào Sim cũng có cái tôn trọng, cái tôn trọng và một cái mức cái độ nào đó biệt của mình. Dạ. Chắc chắn cái này không phải là anh muốn đào sâu về cái vấn đề mà đời sống riêng tư của Kasim, nhưng mà cái đó là một cái điều phải nói là rất quý khi mà những khán thính giả, nhất là các cô mà ái mộ một cái nghệ sĩ, là người ta rất là phải nói là không phải là chiều chuộng, nhưng mà người ta sẽ cho mình tất cả những cái gì mà người ta có thể làm được. Ok. Nói đến tiếng hát của Kasim ở Sài Gòn đó thì chắc chắn là không có gì quen lạ với lại tất cả những cái bạn trẻ. Thí dụ như cái bài mà hát mà Kasim thường hát đó là Sài Gòn Đêm Nay, đúng không? Thì một cái loại, một cái thể nhạc phải nói rock, nó rất là phải nói là sôi động. Và thứ nhất đó là những cái người mà tài tử mà của Mỹ đó vào cái thập niên 80 đó thì phải nói là cái sức sống về nhạc rock nó rất là mạnh. Thì có phải đó là cái sở trường của Kasim không? Dạ thưa anh, cũng thưa quý vị khán giả, là Kara Rock thì đó là cũng là một sở trường và một cái rất đam mê của Kasim, bởi vì dường như từ nhỏ Kasim đi cùng mẹ đó, thì mẹ Kasim là nữ hoàng nhạc rock của miền Trung. À. Thì dường như là mọi thứ nó ngấm vào trong Kasim. Nhưng mà Kasim được một cái may mắn là khi mà đi học đó, thì lúc Kasim học đại học nhạc ở Hà Nội đó, thì cũng được đào tạo rất nhiều, rồi bài bản, rồi lúc đó cũng chịu khó, và thầy Kasim cũng hướng Sim đi theo kiểu mà nhạc nhẹ chứ không phải theo kiểu cổ điển. Cho nên khi ra ngoài thì thứ nhất không bị bỡ ngỡ, với lại là
Thật ra thì cái rock là cái đam mê sở trường, nhưng mà Jim hát được rất nhiều thể loại khác. Thật ra chỉ trừ cải lương dân ca thôi. Với lại khi mà là mình là một người nghệ sĩ thì Kasim muốn là nghiên cứu nhiều thể loại nhạc để mình phục vụ được cho nhiều đối tượng khán giả. Không thể nào mà khi đi vào cái một cái phòng trà mà mình lại hát những nhạc rock cho khán giả lớn tuổi thì họ sẽ không thể nào họ chịu nổi cả. Họ có thể là thích Kasim hát bài Sài Gòn Đêm Nay hoặc là Tôi Là Em Là Ai, nhưng mà họ nghe có thể được một hai bài thôi. Chứ trong một phòng trà không gian ấm cúng như vậy, khán giả thì 40 tuổi, 50 tuổi mà mình cứ làm rầm 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 rầm, đâu ai chịu nổi. Và chắc họ lần sau nghe Kasim chắc họ né, không dám đi xem. Vâng, em vừa trình bày đó là mẹ của em cũng là một người nghệ sĩ. Có thể em có thể nói sơ về mẹ của em là ai và sinh hoạt như thế nào? Thì mẹ của Kasim là ca sĩ Bích Phương ở Đà Nẵng. Thì lúc trước thì mẹ em cũng đi diễn rất là nhiều, từ Nam ra Bắc, từ Bắc qua Nam vậy đó. Và mẹ em cũng cùng thời cùng lứa với những ca sĩ nổi tiếng như là ca sĩ Ngọc Tân, ca sĩ Nhã Phương, Bảo Yến, rồi cô ca sĩ Thanh Lan bây giờ đang ở đây, là rồi ca sĩ Ngọc Ánh rất là nhiều. Thì lúc đó thì mọi người biết về mẹ em rất là nhiều, thì em cũng được cái lợi thế là những mùa hè đó, không đi học thì đi diễn cùng cùng mẹ. Thì từ những cái lúc đó thì âm nhạc nghệ thuật nó mới ngấm vào em, rồi cái sự đam mê càng ngày nó càng lớn. Tuy lúc đó là chưa nghĩ là em sẽ đi hát đâu, không có nghĩ là mình sau đó mình ca sĩ, tại vì em rất mê điện tử, nghĩ là mình sẽ đi học và về cái ngành làm điện tử đó. Nhưng mà tự nhiên cái ý đồ làm điện tử nó mất đi khi mà em học sau lớp 12, là cái ý đồ mà kỹ sư điện tử là mất tiêu rồi. Mất tiêu là trong đầu toàn âm nhạc, nốt nhạc và ca từ thôi. Thì mọi thứ nó bắt đầu từ những cái thời điểm mà em đi cùng các thứ. Thì sau này thì vì do là em còn nhỏ rồi phải đi học này nọ, cho nên là mẹ em đành gạt cái sự đam mê lớn nhất cuộc đời là âm nhạc ca hát đó, để ở nhà, tại vì có hai mẹ con thôi. Cho nên là nếu để em ở nhà một mình thì tội nghiệp. Vâng, nó buồn. Dạ, vì mẹ em đi vòng vòng hoài. Cái thôi mẹ em quyết định là bỏ nghề, mẹ em không đi hát nữa, để dành hết cái thời mẹ em hy sinh đó cho em hết. Em vừa nói là em học ở Hà Nội. Thì cái cơ duyên nào em ở Đà Nẵng mà em đi ra Hà Nội em học? Dạ, tại vì lúc trước thì lẽ ra em học tại Nhạc viện của Sài Gòn đó. Sài Gòn. Nhưng mà khi lúc đó Sài Gòn thì còn khó, là nếu những ai chưa có cái hộ khẩu thì cũng không được học, vì lúc đó là người dân đi vào Sài Gòn quá nhiều nên là mọi người chưa kiểm soát được. Dạ, rồi một điều đó là vì trong Sài Gòn thì không có ai, không có người khi đi học thì có người bảo lãnh cho em, có người là bảo hộ cho em trong Sài Gòn đó, thì em mới được học. Hoặc là vì lỡ có vấn đề gì thì họ muốn có phụ huynh ngay trong đó. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà lúc đó thì mẹ em thì lo ở Đà Nẵng, lo cho ông bà em rồi mọi thứ làm việc nữa, cho nên lúc đó họ cũng chưa chịu, cho nên là em mới đi. Hai năm của mẹ em, và mẹ lúc đó thì mẹ em được mời qua hát bên Campuchia đó. Dạ, thì quay lại hồi em cũng đi theo mẹ em, thì lúc đó cũng đi qua theo mẹ em, rồi đi qua đó cũng học tiếng Anh này nọ. Thì trong thời gian 2 năm, cho nên là bắt đầu em thôi em về lại Đà Nẵng. Rồi sau đó thì một cơ duyên là nhạc sĩ Nguyễn Cường, người viết rất hay những dòng nhạc Tây Nguyên đó. Thì bắt đầu là nhạc sĩ Nguyễn Cường, em mới đi thi, em được giải nhất cuộc thi, thì nhạc sĩ Nguyễn Cường mới giới thiệu cho em ra Hà Nội để học. Như vậy. Ok. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm Bó Tay cho nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ trình bày, và chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại. Xin cảm ơn. Là phụ nữ thật là khó trong thứ việc phải lo, thời gian luôn gò bó từ nội trợ gia đình tới công danh sự nghiệp, thời gian đâu để nghỉ, chăm chút chồng từng bước đi xong lo thằng cu tí. Không như ngày đầu quen nhau sáng móng tay chiều gối đầu, có phải lo nghĩ gì đâu, đi shopping lo làm đẹp tới xem ca nhạc phải sợ. Nhưng thật khi anh là em sống trong bao ngày vất vả, dường như không ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải lo phải nghĩ từ những việc nhỏ tí ti. Anh chắp tay xin bó tay thật là khó quá đi, là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm được một điều, là phụ nữ thật là khó quá đi.
ơi, bó tay thật là khó quên đi, bó tay. Để rồi bó tay khi anh là em mãi biết gì nào. Nhiều điều rất hay, không có hay chút nào. Điều anh chưa thấy. Chưa khi chắc. Anh là em mới biết nhiều điều rất hay, những điều anh chưa thấy ngay sẽ thấy liền thôi. Chỉ cần thương em nhiều hơn. Anh chắp tay xin bó tay thật là khó quá đi, là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm được một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, bó tay. Thật là khó quá đi, bó tay. Chúng ta vội vã đến thế, để rồi bó tay. Khi anh là em mới biết, họ muốn biết đâu. Điều rất hay, những điều anh chưa thấy ngay. Đúng, họ muốn thấy. Chỉ cần gần gũi hơn nữa, vẫn biết là sẽ rất khó. Khó thật mà. Đừng vội bó tay, khi anh là em mới biết nhiều điều rất hay. Xin bó tay thật là khó quá đi, là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm được một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, bó tay thật là khó quá đi, bó tay. Chúng ta vội vã đến thế, để rồi bó tay. Khi anh là em mới biết, họ muốn biết đâu. Điều rất hay, những điều anh chưa thấy ngay. Đúng, họ muốn thấy. Chỉ cần